một mình đó, cho má sống một mình, mẹ đơn thân luôn đó chứ. Ủa mẹ đơn thân hả? Cái ngày tương lai chờ con ăn học xong này có tương lai gì đâu. Trời đất ơi. Đi bây giờ đi học mà mất con đâu cho con ăn nhẹ cũng được. Dạ chào chị. Chào Chào. em. Chị có thể giới thiệu chị tên gì? À, chị tên Lê Thị Tám ở Chị Bình Định, người Bình Định. Tám À. ở Bình Định. Rồi. Hôm nay chị về đây cùng với ai đây? Đi vừa với cháu gái là Tâm Chi. Dạ, phải là hai cô cháu Hai cô cháu. là mới từ Bình Định về Bình Dương hay sao chị? À, chị vừa bữa giờ đã 5 ngày rồi, nay chị mới xuống đây. Dạ. À. Hôm nay hai cô cháu về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ chuyện gì đấy? À, chị đến đây là nhờ vào bên hội hiệp sĩ là giúp cho chị tìm lại con trai của chị bị mất tích. Dạ. À. Con trai của chị họ tên đầy đủ là gì? Là Trần Minh Kiệt, cháu Trần Minh Kiệt. Em nó nhiêu tuổi rồi chị? Em nó 19 tuổi. Em nó mất tích ở đâu đi chị? Mất tích là ở nào đó? Thủ Đức nha, gần trường cao đẳng công thương Thủ Đức. Em nó thực ra là học trường cao đẳng công thương nha. Em trọ ở Thủ Đức đây, quận 9 Thủ Ồ, Đức. vậy là em là đang là sinh viên. Sinh viên năm nhất đó. Sinh viên năm nhất. Đúng rồi. Hôm đó là hôm vào ngày hôm chủ nhật là ngày mùng 10 hay 11 gì đó, là lúc là trưa cỡ là 9-10 giờ là em nó còn ở phòng trọ. Rồi sau đó là ra phòng trọ khoảng nào không biết, nhưng mà sau lúc là cỡ 12 giờ là bạn nó gọi là không liên lạc được. À, là từ đó là mất liên lạc tới bây giờ, mẹ đến lúc 3 giờ chiều mẹ gọi cũng không được. Là mẹ phải đi thẳng từ Bình Định vào rồi Sài Gòn này là xe sáng thứ thứ ba đó. Vậy là chị là khi ở Bình Định và nghe cái tin tức là không liên hệ được cho con Rồi. thì chị bắt đầu là bắt xe vào Sài Gòn. Rồi đúng rồi. Con của chị ở trong Sài Gòn là có ở với ai ở nhà mình không? Không, nó chỉ ở trọ cùng chung bạn học thôi. Rồi. Có ai bà con dòng họ học cùng không? Không. Làng xóm không có ai ở đấy hết à? Không, chỉ có hai đứa bạn, một đứa nó ở dưới quê luôn á, hai đứa đó bạn ở dưới quê. Vậy là cái thông tin của con trai nhà mình như thế nào trong đấy chị đâu có biết được đâu đúng không? Giờ không Bé rành. gái có nắm được không? Giờ Cái lúc mà lên nó hỏi cái bạn cùng cùng trọ là mà hỏi là em nó đi lên lúc nào con có biết không, nó nói là sáng đó là em nó dạy nó con thấy em nó ngồi nó bấm điện thoại mà con có nói em là ở ở nhà anh đi công việc xíu anh về, thế là nó nói lúc đó là 9-10 giờ là em còn ngồi ở nhà, sau đó là anh đã đi ra ngoài anh là sau anh đã về là không thấy em đâu hết nữa, là sau khi là bạn đồ gọi là không có liên lạc nữa luôn là mới gọi qua nó, sau là chị là mẹ là sau 3 giờ chiều ngày hôm đó là chị mới liên lạc với con là cũng thấy là thông tin không còn nữa. Vậy là con trai nhà mình vào Sài Gòn đó, mình học cao đẳng là năm thứ nhất, Đúng là rồi. học được lâu chưa? Học năm nhất học mới được 4 tháng, 3 4 tháng gì đó mới nhập học ạ. Con trai nhà mình tính tình như thế nào đấy chị? Tính tình nó vẫn bình thường, không có gì Ngoan thay không? đổi, ngoan hiền. Bởi vì bà chủ trọ khi chị gọi lên hỏi chủ trọ là chủ trọ nói là chắc là nó đi làm thêm chưa gì ở cô, chứ mà thằng này là nó ngoan hiền, cô đừng có lo gì hết á, cô cứ lo làm đi, chứ thằng này là nó từ giờ cô thấy có hai đứa đây ở là cô yên tâm rồi, vì nó rất ngoan hiền, nó không chơi dai hết, ngồi nó đi làm xong rồi là nó về là nó ở nhà còn không nó ra quán trà sữa trước mặt á là nó ngồi thôi chứ nó không có chơi với ai hết á. Bà chủ trọ là lời bà nói là tôi thấy nó rất ngoan hiền, cô yên tâm về chuyện đó thì đó là cũng yên tâm rồi. Như là sáng tối kẻ một đêm chủ nhật đó là cứ canh gọi cho con mà cũng không có gì luôn, sáng sớm cũng gọi cho chủ trọ là chủ trọ nó cũng chưa thấy nó về, bé nói giờ bé cũng không biết, bé nói từ bé không nghĩ là như vậy, bé nói thì thấy nó ngoan hiền mà không biết là lý do nào mà khi các bạn cùng trọ là nói là em đã có tâm sự mấy ngày trước là chuẩn bị em đi phỏng vấn việc làm. Phỏng vấn việc làm. Đúng rồi, Ôi phỏng trời vấn đất việc ơi. làm lương tháng 11, 12 triệu gì đó. Rồi xong Là luôn. lúc đó là cái em mà ở cùng phòng mà nó nói lúc có con ở nhà là con không cho em nó đi, nó để nói mấy bữa đức con không cho em đi là em nó không có đi, rồi bữa đó là con đi công việc con nói em ở nhà anh đi công việc, cái là nó ở nhà là chỉ nghĩa là nó đi phỏng vấn việc làm thôi, Con nhà không mình học ở trong Sài Gòn nó là vẫn đi làm thêm. làm thêm. Lúc đầu là nó làm ở nhà hàng được 3 tháng rồi là chị thấy cực quá, chị bị gọi biểu là em nghỉ đi, không có con không có đi làm nữa, ở nhà đây là mẹ cái lo con ăn học được là con đừng đi làm nữa, làm là bỏ việc học và bơ bớt là nó đã nghỉ, nó nghỉ ở nhà hàng là khoảng 20 ngày rồi đó làm Vậy rồi. là con nhà mình vẫn giỏi siêng năng mà. Dạ, ấy Chắc là biết có nghĩa chắc. là nó không ở nhà được, nó kiếm kiếm việc làm chứ nó không ở nhà, nó nói là phế lắm mẹ. Nó là lúc đầu nó vô là nó được kiếm việc làm, khi chưa đi học là nó đỡ con kiếm việc làm cho con trẻ tình trạng là con ở nhà thì phí quá.
là nó là tìm việc ở nhà hàng đó, là từ đó nó làm được 3 tháng. Tại tháng nó vừa đi khuya khách quá, thôi gọi nó thôi con nghỉ đừng có làm nữa, là nó để đang nghỉ. Chắc là thấy điều kiện gia đình khó khăn đúng không? Yeah, nên mà muốn kiếm thêm một đồng tiền để trang trải cái có thể là cái tiền thuê nhà hoặc là cái tiền ăn uống để tiếp tục con đường học tập. Và lần này là có tâm sự với một người bạn là ở cùng. Đúng rồi. Là muốn đi phỏng vấn. Đúng chính rồi. Vì điều đó nên mà em đang rất sợ. Chị đã từng nghe nói về việc nhẹ lương cao chưa? Vậy thì đó thì cho nên chị rất có coi trên mạng cũng rất có nhiều lần đó, cho nên chị rất sợ là nguy cơ là cháu nó sẽ bị lừa sang cam gì đó. Thì mình nghe đó khả năng rất cao luôn. Dạ thì đó cho nên người ta mới giới thiệu chị tới hiệp sĩ đây là nhờ là can thiệp giúp đỡ trong gia đình chị. Em gái này có ở gần trong đấy không? Dạ em ở Sài Gòn nhưng mà em ở Gò Vấp nên cũng khá là xa em lắm. Em với lại là em gọi em trai này bằng em hả? Dạ đúng rồi. Hai chị em. Dạ đúng rồi. Có hay tâm sự không? Hay chuyện trò không? Dạ em với lại em họ em thì cũng ít khi tâm sự chuyện trò. Thế thoảng hai chị em chỉ nói chuyện với nhau một chút về công việc thôi. À. Công việc thêm. Cái thời gian gần đây là có trao đổi gì không? Dạ cũng không trao đổi gì ạ. Hiện tại em đang làm gì ở Sài Gòn? Dạ em đang kinh doanh ở Sài Gòn. Kinh doanh hả? Vâng. Vậy là em trai của em cũng có tâm sự về cái công việc làm thêm. Dạ, cũng hai chị em không tâm sự nhiều lắm. Thì thoảng em nói, chị hỏi em là có cần phụ giúp gì thì em nói có thể qua phụ giúp em thôi. À, dạ. Vậy là em trai của em cũng là người siêng năng chịu khó. Nhưng mà tới giờ phút này khả năng cao bị sập bẫy rồi. Cụ thể là từ ngày nào tới nay là mình không liên lạc được chị? Từ hôm chủ nhật, trưa chủ nhật đó là không liên lạc được. Đó là trưa chủ nhật là mấy đứa bạn nó liên lạc là không được. Chủ nhật là ngày nào? Là ngày mùng 10 hay 11, mới chủ nhật chưa rồi đây. Ngày 10 tháng 11. Ngày mùng 10 tháng 11, hôm nay là ngày 15, là 5 ngày trời rồi. Dạ, đúng rồi. Là mình không có một cái tin tức không gì. Không có một cái gì hết luôn. Gọi điện thì con nhà mình như thế nào? Không có liên lạc, để nó gọi là không có liên lạc đó, cho nên thôi bao luôn. Thôi bao luôn. Zalo, Facebook là không có gì hết luôn. Ở hết luôn. Tất cả mọi nền tảng xã hội là đều không thể liên sau, lạc được. Sau cỡ 2 tiếng hồ chứ không má gì, mấy đứa bạn nó nói thì má cho game cho nó đó, sau đó má cho ngồi ở nhà bấm nó ăn lại đó. Rồi sau đó cỡ 9 giờ là còn bấm, sau cỡ 11 12 giờ là có liên lạc với nhau đó mà không liên lạc được nữa. Rồi từ đó là không liên lạc tới giờ luôn. Cái này nguy cơ cao rồi. Yeah. Cái này phần trăm rất cao, sập bẫy việc nhẹ lương cao rồi. Nếu con nhà mình mà hiền lành, ngoan hiền, chịu thương, chịu khó, đi học cao đẳng mà vẫn kiếm việc làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt, thì không có lý do gì mà con nhà mình đi mà lại không liên hệ về với đó, gia đình. Không, nó chưa bà gì là hai mẹ con ngày nào cũng liên lạc hết. Bây giờ mẹ lúc nào cũng gọi cho con nên mẹ mới phát hiện ra sớm. Má tối thứ bảy đó mẹ vẫn gọi là hỏi con đang làm gì. Nó nói con đang ngồi chơi quán trước nhà mẹ, do cái nhà nó hát cao cơ ồn quá con không ngồi trong nhà được. Con nào đây xíu con vô. Thế là nó cũng nói chuyện bình thường. Nó nói mẹ má gạo lên mấy cái quần con mặc đẹp với mẹ. Thế là vậy rồi nó thôi con chơi chút con vô ngủ sáng con đi học ngang. Nó nói dạ. Đó là đầu là tối thứ bảy đó. Chị hãy nói một cái điều gì đó trên video này gửi gắm tới con của chị. Hy vọng con của chị có xem được đang ở đâu đó. Bất kỳ trong hoàn cảnh nào cũng phải liên hệ về với gia đình. Để gia đình có cách có hướng để giúp con quay trở về. Chị tâm sự với con chị đi. Con ơi, nếu như con ở trong một cái hoàn cảnh bất cứ nào thì con cũng phải liên hệ với mẹ. Mẹ có thơ lúc nào cũng sợ ra sát cánh bên con đợi như giúp đỡ con hết. Con mẹ chỉ mong sao con liên đàn lạc được với mẹ là mẹ rất là mừng. Mẹ chỉ mong con ở nơi nào cũng vậy, dù gặp cái hoàn cảnh rất là đặc biệt gì nữa con cũng phải tâm sự với mẹ. Mẹ có thể nhờ các anh các chị cô và chú bác đều có thể giúp con biết gì. Tội quá cô chú anh chị ơi. Em gái em hãy nói một điều gì đó tới em của em đi. Nhắn gửi điều gì? Chị ơi, bây giờ cả nhà đang đều rất là lo lắng cho em. Nếu mà em có thể xem được hay là nghe được cái đoạn video này thì em hãy cố gắng tìm mọi cách nào đó để mà liên hệ được với chị, với mẹ, với lại các anh chị em để mà mọi người có thể giúp em. Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào hay là dù khó khăn như thế nào thì gia đình sẽ luôn cố gắng nỗ lực hết mình và nhờ các anh chị, các em để mà có thể là giúp đỡ em, để em có thể là quay về với gia đình. Cái sự việc mà việc nhẹ lương cao anh em là cảnh báo rất nhiều. Đang nhờ các con mẹ cũng rất dành cho đó là mẹ cái nhẹ rất nhiều lần. Mẹ nói cơ kêu dạ con biết rồi mẹ.
Cái điều đó là do cũng có coi trên mạng cũng nhắc nhở con không có cái việc gì mà việc gì nhẹ lương cao không nha con. Nó nói con biết rồi mẹ, mà cứ nhiều lúc cứ nói coi chừng nha mẹ, người ta dụ là người ta chở con sang nó rồi là thôi mẹ không làm gì được nha con. Nó nói con lớn rồi mẹ, con biết rồi mẹ, nó cứ vậy chứ. Rất nhiều các trang truyền thông, báo chí chính thống cũng như các anh chị YouTuber, TikToker, họ đã tuyên truyền và lan tỏa rất nhiều trên khắp các nền tảng xã hội cảnh báo về việc nhẹ lương cao. Hiện nay cái tình trạng mà việc nhẹ lương cao á, đa số là các bạn trẻ tuổi đời còn rất nhỏ, 17, bởi vì là bọn chúng thao túng được cái tâm lý, bắt được đúng cái tâm lý là các bạn trẻ là đang cái tuổi gọi là cái tuổi hiếu thắng, thích gọi là thích thích làm việc nhẹ mà nhiều tiền. Mà trong khi đó thì rất nhiều các trang truyền thông báo chí tuyên truyền mà các bạn vẫn không rút ra được một cái bài học gì để mà cảnh giác. Đó là cái điều thật sự đáng tiếc. Tiện thể video ngày hôm nay, cái sự việc của con của chị, ở đây là anh em chưa chắc ăn là bị sập bẫy qua đấy, nhưng cái định hướng nghi ngờ rất cao. Tiện đây em chia sẻ tất cả các cô chú anh chị, tất cả các bậc làm cha làm mẹ, đặc biệt có con em mình độ tuổi mới trưởng thành hoặc là chưa trưởng thành, mình xem và mình cảnh giác cho con em mình. Hiện nay cái tình trạng việc nhẹ lương cao đang xảy ra rất là nhiều, và chiêu trò của bọn chúng là đánh vào tâm lý giới trẻ. Bởi vì tuổi trẻ mà, tuổi trẻ thì luôn luôn là gọi là hiếu thắng, thích làm những cái công việc nhiều tiền để thay đổi bản thân, thay đổi số phận, thay đổi cho gia đình. Nhưng các bạn đâu biết được rằng là khi mà sập rồi thì nước mắt chan cơm. Nhiều cái cách thật sự rất đắng, nên mong các bậc phụ huynh phải tuyên truyền cho con em mình để tránh trường hợp con em mình bị sập bẫy. Mỗi ngày thì cô chú anh chị chỉ cần sau bữa ăn, có thể là ngồi những cái phút mà gia đình chuyện trò bên nhau, thì mình có thể bỏ ra một vài phút mình tuyên truyền cho con em mình để tránh cái trường hợp con em mình bị sập bẫy. Nhiều gia đình về đây thật sự khóc nước mắt chan cơm, nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn không có đủ khả năng để mà cứu con về. Đó là một cái điều thật sự rất đau đớn. Nên mà để không tránh, để tránh được những cái trường hợp đấy, thì rất mong cô chú anh chị và các bạn trẻ mình xem cũng như là mình tuyên truyền, mình chia sẻ cho nhau để cùng nhau tránh né được những cái trường hợp đó. Cái trường hợp của chị hôm nay thì anh em ở đây đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp chị cũng như gia đình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí chị nhé. Thì em hy vọng rằng là con trai của chị xem được video này, bất kỳ trong hoàn cảnh nào, đang ở đâu đó, nếu thật sự tới giờ phút này mà sập bẫy việc nhẹ lương cao mà bị lừa qua cam thật sự, cũng phải thật bình tĩnh, tìm đủ mọi cách để liên hệ về với mẹ, về với gia đình, để gia đình có cách, có hướng để mà giúp con trai của chị quay trở về một ngày gần nhất. Còn nếu như mà em trai mà không phải em sập bẫy việc nhẹ lương cao, mà em đang ở đâu đó, hoặc em gặp cái sự cố khó khăn gì mà em chưa thể về hoặc chưa thể liên lạc được với mẹ, thì ngay lập tức trong ngày hôm nay phải liên hệ về với mẹ, về với tất cả mọi người trong gia đình, để gia đình yên tâm và đỡ lo lắng. Bởi vì cái tình trạng em đi như vậy làm cho tất cả mọi người trong gia đình, cha mẹ, anh em, dòng họ, bà con, chòm xóm đều rất lo lắng, đặc biệt là mẹ em. Hôm nay mẹ cùng với lại là chị của em về đây với một cái tinh thần là hốt hoảng, lo lắng, thất thần, rất khổ. Nhìn mẹ em có thể là mấy ngày nay là không ăn không uống, ngủ gầy gò, xanh xao. Nên mà em đang ở đó đó, em phải sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình, đặc biệt là tiếp tục con đường học hành. Bởi vì là năm nay là năm thứ nhất mà mấy năm hả chị? Học đó mấy năm? Mới vô năm nào á? Em biết rồi, nhưng mà là mấy năm là kết thúc? 3 năm là còn một chặng đường rất xa. Mà để vào được cao đẳng là đâu phải đơn giản đâu. Phải mất một quá trình mồ hôi nước mắt, công sức, thứ nhất là của gia đình, thứ hai là của bản thân em, trí tuệ, chất xám. Và để có một cái tương lai tốt đẹp và tương lai sau này em thay đổi cuộc đời em, là em phải ở đâu đó em phải về sớm để em tiếp tục con đường học hành. Còn bây giờ em mà đi ra bên ngoài hoặc gặp sự cố thì em bỏ ngang, thì sau này thì tương lai của em không biết đi đâu, về đâu, về như thế nào. Và tất cả mọi công sức của bản thân em, của gia đình là đều đổ sông đổ biển hết nha em trai. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, thì cô chú anh chị gọi điện báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858, để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin của em trai này, cũng như là giúp em trai sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Chị có lời nào muốn nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chung tay góp sức giúp đỡ gia đình nhà mình tìm con trai mình về không? Dạ, sau đây cũng có tôi là muốn nhờ tất cả các anh em hiệp sĩ có thể giúp được con của em trở về với em, thì em không biết nói lời gì đâu. Rồi cố gắng chị nha, anh em sẽ cố gắng hết sức. Thì hôm nay hai cô cháu về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội.
Chị thì tìm con, còn em gái thì tìm em. Hai cô cháu có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình về không? Dạ, rất mong nhờ ở đây cho là giúp đỡ được gia đình. À, em gái đồng ý. Dạ vâng. Chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con trai chị sẽ quay trở về trong nay mai nhá. Cố gắng nhá. Hy vọng trong cái thời gian này mong rằng là chị phải cố gắng. Thứ nhất là mình phải ăn uống, ngủ nghỉ để giữ gìn sức khỏe để còn cái hành trình tiếp tục tìm con. Còn bây giờ chị mà bỏ ăn, bỏ uống, bỏ ngủ, chị mà là sập một lần nữa thì bây giờ như thế nào đây nhá? Có một mình đó cho má, có một mình mẹ đơn thân luôn đó, chứ Ủa, mẹ đơn thân hả? cái ngày tương lai trời của em học sau này có tương lai gì đâu. Trời đất ơi. Đi bây giờ đi học mà mất con đâu cho con ở nhà cũng được. Chị là mẹ đơn thân lâu chưa? Lâu rồi, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm trời hả? Chị là khi làm cho con ăn học là sau này là có cái tương lai cho nó, cho mẹ cũng không có gì đỡ lại cho con hết. Chị được mấy người con? Có một là mình đó. Một mình em trai này. Trước giờ là mình là ly dị hay là ông xã mình mất hay như thế nào? Ly gì? Vậy ông xã của chị có phụ cấp nuôi con Không. không? Trời đất ơi! Từ nhỏ tới giờ một mình mẹ nuôi. Chị ở quê là chị làm gì? Làm nông hả? Làm ruộng hả? Làm ruộng. Một người mẹ đơn thân ở quê làm ruộng nuôi con ăn học tới cao đẳng là chị quá tuyệt vời rồi. Chị nghĩ mình không có đỡ với lại cho con, ráng làm cho con để sau này nó có tương lai, nó có công ăn việc làm thì nó cũng đỡ khổ như mẹ. Thì ráng mẹ nói thôi, con cứ Vậy là chị ở vậy ở hoài vậy như vậy luôn hả? đi làm. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Chị 46 tuổi. 46 mà mười mấy năm rồi chị. Vâng, nhưng nghĩa là đầu chị không có hờ nghĩ một cái gì, mỗi hờ bánh người chỉ nghĩ là làm Chị cho có nghĩ tiền cho con con đúng không? vậy, cứ hàng ngày có công làm ra tiền vậy đỡ dành cho con vậy, rồi sống cho không có nghĩ cái gì nữa, Vậy là chị là không một nghĩ người cho mình một mẹ. cái gì nữa hết. Chị là một người mẹ tuyệt vời, không nghĩ cho bản thân đúng không ạ? Không, nói chị không có nghĩ một Mình có cái gì nhà hết. ở quê không? Ở Bình Định không? Có ông ngoại ông cho đất á, bên kế bên á là cái nhà hai mẹ con Là ở. hai mẹ con có nhà. Thật sự rất thương chị. Một người mẹ đơn thân mà nuôi được con ăn học tới cao đẳng là chị giỏi đấy. Chị cứ nghĩ là suốt ngày cái gác kiếm tiền cho con ăn học hay có đời chút như cho con, hay là cứ cảm động của đi làm vậy thôi chứ không nghĩ một cái gì hết. Giờ này lại gặp như vậy cũng vì lý do đó đấy chị ạ. Cũng vì cái lý do mà gia đình điều kiện hoàn cảnh không có nên con của chị muốn không thấy mẹ cực nhiều, nên muốn đi làm thêm để kiếm một cái công việc nào đó, kiếm thêm cái đồng thu nhập để mà phụ giúp đỡ được đồng nào hay đồng đó. Nhưng rất tiếc rằng là em nó vẫn chưa thể hiểu biết, chưa va chạm. Bởi vì sinh viên mà sinh viên năm thứ nhất chưa từng va chạm ngoài đời, ngoài đường, chưa biết được một cái gì hết. Đang cần một cái công việc để kiếm tiền thu nhập thì cùng cái lúc đó thì vô tình tìm thấy một cái trang, có thể là trang việc làm, hoặc là bị những cái người khác người ta biết được cái cậu này đang đi tìm việc làm chẳng hạn vậy. Thì người ta chào gọi, chào mời những cái lời ngon tiếng ngọt. Đó là cái điều đáng tiếc. Thôi cố gắng chị nha. Cố gắng lên chị. Em tin rằng một ngày gần nhất con trai chị sẽ quay trở về Bình An. Đó thì cũng biết nói nhân đến nay rồi thì cũng xin cảm ơn tất cả các anh em đã cố gắng hết sức để giúp gia đình cho chị, và chị cũng mong sao mà anh em tìm được con gì sớm nhất, thì chị cũng không biết nói lời gì hơn nữa. Như bây giờ chị Thôi đó. cố gắng chị nha, mình ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe nha, để còn tiếp tục con đường tìm con nhá. Xin phép chào chị, chào em gái, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.